Có ta có mình dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi ăn vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana,
đôi chim trắng vút bay giữa trời. Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi. Người tay trong tay bước tuyệt vời, về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện xin Giêsu thương mến, cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà, cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến, cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà, cho đời có tiếng ca. Chúng ta vui mừng được chào đón Trang cùng với họ hàng bạn bè.
Chúa là
có thể người ta theo đạo Phật, đạo Hòa Hảo, tin lành,
Thế thì chúng ta đang có một cái đạo, nhưng mà người Việt Nam chúng ta thì có chung một cái đạo, đó là cái đạo hiếu. Thế thì có một cái sự gọi là hiểu lầm ở hai bên cái đạo. Mới đây thôi thì tôi mới được hành cái lễ cưới cho luôn và cô dâu đến chồng để đến làm rồi tổ chức đạo. Và hôm đó có cả bố mẹ cô dâu thì họ nói với tôi là ban đầu chúng con phải có cái kinh nghiệm lắm thì chỉ sợ theo đạo là khó mà thế thì nhưng mà khi đi học giáo lý các cháu học thì bắt đầu được thiền thì đi theo đạo không phải là bỏ là bỏ mà theo đạo là để có một cái chữ hiếu cho đến kỳ cục hiếu đến tận chồng tận chúa là nhận giữ đến tất cả của chủ và con người. Chúng ta vừa nghe bài đạo thứ nhất của chúa sẽ khôi đọc lên bài chính sách sáng thế. Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thứ vật chim bay trên trời rồi dẫn đến ai thế rồi đến sau đó ngài dùng một cái xương sườn của Adam rồi dựng nên em bạn. Như vậy con người chúng ta có nguồn gốc từ trời, từ chính Chúa là đấng dựng nên vũ trụ tất cả mọi sự. Cho nên đi theo đạo là chúng ta tỏ lòng hiếu thảo không chỉ với ông bà tổ tiên mà còn hiếu thảo đến tận cõi trời, tới tận nguồn cội của chúng ta là chỉ Thiên Chúa. Và trong những ngày Giáng sinh vừa qua chúng ta được kỷ niệm biến cố con Thiên Chúa xuống thế làm người để chỉ cho chúng ta biết chúng ta có một người cha là đấng tạo dựng vũ trụ và tất cả chúng ta là con cái và anh em với nhau. Cho nên chúng ta cần phải yêu thương nhau. Thế thì ý theo đạo là như vậy, là mình thể hiện cái lòng hiếu thảo đến tận cõi trời. Vậy thì làm sao có thể quên được ơn thiên đường? Và trong người hiểu rằng thì hiểu rằng thứ tư ngay sau ba điều răn đầu thờ phượng kỷ niệm Chúa thì đó là điều răn phải thả phì cha mẹ. Và người Công giáo ngày nào trong thánh lễ anh chị em để ý khi mà chúng ta đi dự lễ trước qua thì có khi để ý không, nhưng mà nếu chúng ta để ý nghe cái lời đọc của linh mục chủ tế thì sẽ thấy ngày nào chúng ta cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, những người còn sống và cả những người đã qua đời. Có khác là cái cách thực hành của chúng ta thôi. Vì chúng ta không còn thiên về vật chất, bởi người đã ra đi thì trở thành hồn thiên bất tử, cho nên không thể nào ăn những cái thức ăn trần thế được. Mà cần là cần tấm lòng, cần tình yêu. Đấy thì tôi xin chia sẻ một chút để cho bên họ nhà trai chúng ta hiểu sâu hơn về bên đạo của chúng tôi. Không phải là một cái gì mê tín mà nó là một cái niềm tin để đưa dẫn con người tới cái ánh sáng đích thật. Thế thì hôm nay chúng ta đến đây dân thánh lễ, tôi chia sẻ chút như thế. Giờ đây tôi muốn nói với cặp đôi hai bạn Khôi Vân Lan thì tôi chỉ cần là sao mà hai người thì bà đi về nhà chồng và sẽ chinh phục được tất cả. Thầy kêu đồ biết lời này cho các chị em phụ nữ là những người vợ chị em hãy phục tùng chồng mình.
để nếu có ai không tin vào Chúa thì nhờ cái ăn nếp ở của những người vợ, chứ không cần lời nói mà họ được chinh phục. Chị em đừng lo trang sức bên ngoài như bên tóc, đeo vòng vàng hoặc trên diện y phục quý giá, nhưng hãy là con người đồng tâm với đồ trang sức không hư nát, với tâm hồn hiền lành và thanh thản, đó là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Tôi không biết cô Dâu Lan hôm nay có chuẩn bị trước, có lẽ là chuẩn bị rất kỹ, đọc cái bài đạo này cho nên cũng mặc cái áo cô dâu đơn sơ. Mọi khi lễ cưới có những cô dâu mặc cái váy cưới, nó sẽ đi quét từ dưới quê ở đi lên. Nay cô dâu chúng ta mặc rất là đơn giản, và đây là điều mà thầy Phêrô nhấn mạnh, tức là không cần phải trang sức bên ngoài như bên tóc, đeo vòng vàng hay là trên diện y phục quý giá, như là con người đồng tâm. Tôi nhớ lúc bạn trẻ hỏi tôi là con người đồng tâm là cái gì, đồng tâm là cái gì, đồng tâm là cái gì đấy, đồng tâm lên trên thì cái gì bên ngoài, sống một cách sâu sắc, tốt đẹp một cách gọi là hoàn hảo. Thầy Phêrô biết điều như thế này: cũng thế, những người chồng là những người chồng khi sống chung với vợ, anh em phải biết các bà là những người thuộc phái yếu, nên hãy tôn trọng vợ mình như những người đồng hưởng lẫn ban sự sống, để lời cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở. Trong lúc để thấy tôi cứ dặn dò mình là xin đừng nói những điều tiêu cực, hãy cố gắng có những điều tích cực, nhưng mà cuộc sống nó có ánh sáng, nó có tới, nó có ngày lên, thời gian có thể trách thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là cái điều tôi bất thường nhất mà trong tôi để thấy là khi mà cứ nghe bị tin của người vợ bị chồng chửi và đánh, tự nhiên tôi mà đã lắm, tôi thấy mình cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì những khi bạo lực đó nó không đem lại sức mạnh cho con người, trái lại nó thể hiện một sự bất lực. Anh chị em biết khi người đàn ông mà phải sử dụng đến 5 năm thì nó nói lên sự bất lực và yếu đuối của mình, chứ không phải là mạnh mẽ. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại nguyền rủa, nhưng hãy chúc lành, hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, yêu thương nhau như anh em. Đấy là lời của thầy Phêrô khuyên đôi bạn. Và để kết thúc thì tôi hôm nay sẽ đến đây trong cái mùa Giáng sinh, cầu chúc cho các bạn hãy sống với nhau, trao cho nhau, không phải là bỏ qua ở bên ngoài, nhưng chỉ có người của mình và tình yêu chung thủy dành cho nhau như lời cam kết mà các bạn chuẩn bị đối với trước mặt Chúa và mỗi thầy. Tôi cầu nguyện và cầu chúc cho các bạn hãy trao cho nhau tình yêu và đi tận cùng của tình yêu, chắc chắn các bạn sẽ tìm được niềm vui hạnh phúc trên đường đời. Chúng con thân thể, chúng con cùng nhau đến đại hội và những người kết hôn của chúng con được chúc phúc cổ bảo của Thánh Giáo Vinh Thánh trên mặt trời tại biên cổ của Thánh và Cộng hòa. Đức Kỳ Mô gian giờ nay, ba thức này trở thành những phu phụ của các con và là sự ý định đặc biệt mà làm cho các con những phong phú hợp mạnh để các con đã ai chung thủy với nhau và đạt được những trách nhiệm khác của hôn nhân, cũng như những chính người đã dùng những thách thầy. Bởi vậy, chúng ta cùng tham gia.
Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau sống đời không? Thưa con. Thưa con. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng con bằng lời Kitô và Hồn Thánh không? Thưa con. Thưa con. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập và giao ước hôn nhân thay thế, các con hãy bắt tay nhau và lấy sự đứng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hồn Thánh. Anh con ơn đến em Maria là bạn vợ và rất sẵn lòng chung thủy với em khi chỉ được như lúc gian nan, khi mạnh khỏe như lúc đau bệnh, để yêu thương và trân trọng em mỗi ngày trong cuộc đời. Hôm nay chia vui với anh.
Chúng
Lạy Cha chí thánh lãnh đạo cả toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người ta một người thân giống hình ảnh Cha và đã ban cho cộng đoàn và mọi người tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con kính cầu lại xin cho những ngôi thờ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau để ở những đi cuốn phổi. Lạy Chúa xin vương hộ Cha hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Maria và bạn Cha ban của chị là anh Phaolô. Xin tu dụng người được thánh thần của Chúa được trên cao đón ơn hộ anh chị để khi vui hưởng sự trao biến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái để con cho gia đình và làm cho hội thánh được thêm phong phú. Lạy Chúa xin cho anh chị biết đỡ thêm cho vinh vui, tìm đến Chúa được một khi lao động vui mừng vì mọi chỗ nhận diện từ chị, lúc nào ngày càng cảm thấy Chúa cần đến xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện với cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui.
quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hay khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến.